vào việc thôi. Xem comment nào. Trong này đã chứa tất cả các game của những bạn comment ở dưới. Và bây giờ tôi sẽ quay. Mấy ông nhìn cái vòng tròn này có quen không? Chưa quen à? Thế để tôi giúp mấy ông quen nhá. Mặt nó kìa, trông kiểu tha tao ơi, làm ơn tha tao, đừng bắt tao chơi game kinh dị nữa. Mặc dù tôi không muốn chơi game kinh dị đâu, nhưng mà ít ra nó vào một cái mà tôi cảm thấy đỡ nhất ấy. Ý trời. Bây giờ là mình thêm topping vào cho pizza của mình ạ. À, mình là chủ quán pizza. Hâu hâu hâu. Pepperoni, xúc xích, hành, nấm, olive, hành tím à, chả biết nữa, hạt tiêu. Chọn topping à? Này thì chọn làm cái gì? Chẳng lẽ tôi nhét luôn cái pizza này vào menu của tôi à? Khách đến cửa hàng ấy thấy mỗi một cái pizza trên này. Chị ơi, cho em pizza thôi em quyết định rồi, cho em một pizza thập cẩm. Má nó, thôi kệ đi, càng nhiều topping càng ngon đúng không? 10 điểm. Thầy cháu ơi, ra chú phát pizza nào. Come on, come on, ra phát pizza nào. Ơ kìa. Ơ kìa. À kìa, bạn ơi. Bạn hơi kỳ nha. Bạn ơi. Bé không được cái nào. À đây, bé được một cái, hai cái rồi. Bé được hai cái. Bắn bừa thế nào chả trúng. Begin audio prompt okay. In 3. Nào. 2. Kiểm tra nhân viên. Nào. Sao mình lại sợ nhân viên nhỉ? Mình là ông chủ document mà. Results. Begin audio. Tôi ấn bừa đấy, tôi không biết cái gì đâu. Tôi chỉ ấn yes thôi. Tôi nghĩ bạn xinh. Begin audio prompt in 3. 2, 1. Bạn kêu hơi kỳ này. Đừng có vô vào mặt tôi nhá. Tôi đang phỏng vấn bạn đấy, bạn phải ngoan. Document results. Sao làm ở quán nhân viên nó lại khổ như này. Begin audio prompt in 3. 2. À, cái gì đây? Đèn ơi, đừng chập nữa. Đây đây đây, còn 2 tát nữa đúng không? Đấy, còn 2 tát này thôi. Ok, biết cách chơi rồi. Nhưng mà vẫn chưa biết cách nó hoạt động như nào rồi. Trong lúc nó quảng cáo công việc là nó bảo là tôi sẽ chết. Nhưng mà tôi sẽ không biết là bao giờ tôi chết. Đấy là vấn đề. À ờ đúng rồi, sửa bóng đèn. Bảo sao đèn chập. Nghĩa là mình phải sửa các thứ trong này. Chỉ việc bấm nút vào cái màn hình thôi. Và đèn nó sẽ tự sửa đấy không? Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Woo. Begin audio prompt in 3, 2, 1. Ok hả? Sao đã ngẩn dậy rồi? Ok hả? Không được, không được, không được. Thế này là không được nhá. Document results. Đừng có nhảy vào mặt tao nhá. Ui xôi, ôi lại bạn nữ. Ui xôi, ôi lại bạn nữ. You can document results. Begin audio prompt in... Đừng vô vào mặt tao nhá. Ôi, tích nhầm rồi, tích nhầm rồi. Tích nhầm lên trên, nghĩa là cả cái kia là vừa có vừa không. Kiểu, tôi có bị ngay không ấy, có, không, đấy, kiểu. Document results. Trời ơi, tôi quên chưa nghe rồi. Mày đừng có nhảy nữa.